Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Khả nè mọi người. Ngày hôm nay thì Khả sẽ lên một cái video mới khá là hấp dẫn cho anh em xem. Đó là video Khả sẽ đi ép hiệp cốt lên khá tất cả những cho anh em xem nha. Thì đỡ mà nói ép lên khá tất cả thì Khả cũng đã chuẩn bị rồi. Thì chúng ta sẽ có 5 cái móc được đỡ ép. Đó là cái móc đầu tiên. Đó là dây chuyền Hồng Mỹ cấp 1. Đó, thì sẽ được khá tất cả 1. Đó. Rồi, cái thứ hai đó là dây chuyền Hồng Mỹ cấp 2 thì sẽ được kháng cả 2. Dây chuyền Hồng Mỹ cấp 3 sẽ được kháng cả 3. Dây chuyền Hồng Mỹ cấp 4 sẽ được kháng tất cả 4. Ép tại Hồn Kim Tông Giả Thương Dương nha em. Đó, ngay cái chỗ thành Hồng Bình đó mọi người. Đó, dây chuyền hiệp cốt Hồng Mỹ cấp 5 thì nếu là ép cấp 5 sẽ là max anh em. Max sẽ được kháng tất cả 5 nha mọi người. Ok. Giờ thì Khả sẽ chuẩn bị một ít nguyên liệu để ép cho anh em xem. Trước khi ép thì Khả đỡ đi nạp cái quà ra. Nó chặt chỗ. Nè quay cá nhân này nọ nữa. Đây. Đây top 3 rồi. Top 3 được nhiều rồi. Bạn top 2, top 3. Rồi. Giờ khá là ít nguyên liệu nha anh em. Đây. Thì đỡ mà ép thì Khả sẽ dùng những cái dây Hồng Mỹ thô. Dây hiệp cốt thô. Thì Khả đã chuẩn bị 7 dây rồi. 10 dây mới ép được một lần nha nè. 10 dây mới ép được một lần. Thì bây giờ Khả đã có một số dây rác như bên này cho anh em xem. Rác này. Đó, đem thấy dây rác này. Rác này. Khả sẽ bỏ hết rác qua. Trên đó tôi lẹ nó. Đây Khả sẽ mở hết rác ra. Rồi đi ép thôi. Đó, mới ra rác nè mày. Rác quá trời rác. Rồi. Thương Dương. Này. Đi ép cái thô nè. Đổi hôn mở hiệp cốt vào nhung tinh. Đổi dây chuyền thô. Ok. Mới này thì mình sẽ đổi lấy thô nha nè. Một lần ép sẽ tốn 10 cộng như thế này. Thì chúng ta sẽ tốn 10 cái thô. Đó. 8 này. Tổng rác này. 9 này. Mười này, Khả sẽ chuẩn bị khoảng 20 giây, Khả sẽ đập 2 lần. Xem cái tỷ lệ thành công như thế nào nha nè, cho em xem sơ qua nha. Này đập nó sẽ tốn phí và nguyên liệu như thế nào. Thì anh em chờ Khả đổi thô ra hết đã. 4. Trời ơi, sức lực cao ghê chưa. Quái ta. Không biết ở những server khác như thế nào chứ ở server này thì Khả thấy có nhiều cái chức năng nó khá là hay. Phiên bản đồ xanh mà ép hiệp cốt lên khá tất cả này nọ đẹp không? Khá là hay nữa nè. Anh em đang theo dõi thì đừng quên đỡ lại cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nha nào. Lần này Khả cũng sẽ là trải nghiệm cho anh em xem thử liệu tỷ lệ ép và sự thành công ra sao và như thế nào. Hãy chuẩn bị 30 giây. 27 rồi. Lấy tiếp. Mắt thì được kháng cả 5 thôi Minh Hoàng ơi. Một kim được 1k mốt dạng em ơi. Một kim được 1k mốt dạng. Dạ hết nước rồi. Còn giải nào nữa không? Hết rồi. Ok. Xin là đôi hò tỷ lần 100%. Biết có được 100% hay không đây. Tí nữa Khải anh em cùng xem thử tỷ lần bao nhiêu nha.
Khả sẽ chuẩn bị 30 giây, sẽ ép được 3 lần. Biết thì là có lên nổi không này. Quán sao mà lên phát 1 luôn là đẹp rồi nè. 26 27 30 giây thì sẽ ép được 3 phát nè. 28 29 thừa tính sâu. 30 bỏ chặt rương rồi nè. 31 32 35 giây. Ok. Đây. Đầu ép thì chúng ta sẽ lấy cái này dây mình đang đeo xuống. Đó. Rồi cần gì? Có vẻ như cần tiền vàng hay gì đây. Chúng ta cùng xem rõ thì cần gì nha. Ép dây chuyền hồng mở hiệp cốt. 1. Nó sẽ cần là 10 giây thô, 1 bí tịch, 1.000 vạn, 500 xu, tỷ lệ thành công 70%. À rồi, ok. Hiểu rồi. Ok anh em ơi. Vậy giờ là bắt cán bình và mấy người quốc thử như này. Thì sẽ lấy thêm 3 ca dạng và 1 ca 5. Thế là thành công như thế nào em cùng chờ đợi thử. Với khoảng 35 cánh này thì nó chỉ có khoảng 3 lần đọc thôi. Mong sao mà thật tỷ lệ thành công tốt và ok. Có 3 lần đọc thôi. Cái này cũng đang thừa. Ok. Ba ngàn vạn lên hai chưa anh? 3.000 vạn ba lần đập thì tốn 150 1.500 nữa. Lúc nãy thì tính ra đâu tốn thì tin đúng không mọi người? Không tốn thì tin đây mà. Rồi, kén bình rồi mấy. Đọc cho em xem. Quá tưởng này. Rồi, let's go. Đi. Đập 3 phát rồi em ơi, cố gắng lên này. Đột, cố gắng lên là khỏe thêm được một tí nè. Thấy vậy nhưng lên khá là cả, nó khá là khỏe nè mà. Tại anh em nhìn sâu qua thì xét đồ khai kháng chỉ được như thế này thôi. Nếu được thêm 5 kháng tất cả, nếu ép lên mắt được 5 kháng tất cả thì kháng tất cả cũng khá là đều nè mà. Ok. Giờ chúng ta sẽ cố gắng trông chờ vào sự độc này như thế nào. Let's go. Ép dây chuyền hồng mỹ hiệp cốt. Vô. Nâng cấp thất bại. Trời ơi mà thất bại nè. À. Thất bại nè mà. Pha đầu tiên thất bại. Phải cái đấy. Bảy mươi phần trăm mà thấy tỷ lệ cân nha. Rồi thành công. Cái gì vậy? Thành công. Ủa đủ gì thành công mà giá trị nó mất tiêu rồi trời. Ép thành công giá trị hiệp. Ở chết mẹ ơi. Tự nhiên nó ép giá trị thua. Không sao không sao. Đừng lấy dài khăn nè. Má mà đi ép thua phải không? Ok là không sao. Vì cái dây này thì nó sẽ biến đổi thời gian chúng đọc bên trong rồi nè mà. Chứ không có giữ như thế nào. Phải chứ, nhắn ép thô vào đâu nha. Tưởng sao đội thành công nó sẽ ru á. Nghe lại nè. Rồi, hôm nay mà mình còn một cái giai rác nữa mà. Ôi, chết mẹ nè. Ủa, bị lát ra rồi. Ủa cái gì vậy? Ê, thành công. Đó. Ui, thành công nó giữ lại một cái nữa mà. Thành công lên 33%. Ok. Thành công. Đã hợp thành công. Đâu, nó ra được 33 rồi em ơi. Ngon. Thành công thì nó vẫn giữ lại cái phôi rác này mọi người. Nó sẽ vẫn giữ lại một phôi rác này cho mình. Nó không đụng tới luôn em ơi. Nó sẽ dùng cái phôi này mà nó sẽ thành công cho mình. Ok bây giờ Khải sẽ ép từ cấp 1 lên cấp 2 nha. Ok. Giờ Khải sẽ đặt dây chuyền vô. Ngon. Ép dây hồng mỹ. Ép dây chuyền hồng mỹ hiệp cốt 2. Tỷ lệ 50% vãi đấy. Ô thành công. Cấp 2 rồi em ơi.
Ây xa, hàng về. Ây cha, ngon lành cành đào. Top 2 rồi anh em. Được, hợp lý. Úi xôi, tính ra hay quá rồi mà. Được tìm khán cả hai. Ôi xời ơi, ngon quá. Rồi, bây giờ Khải nghiên cứu. Mà bây giờ Khải sẽ cho cái này làm thầm thô đây. Cho cái này làm thô. Khải sẽ tiếm đập thêm một lần nữa nha nào. Đập 3 phát lên 2 cái là ok nè mày. Đập 3 lần lên 2 cái quá đẹp. Rồi, cho nó làm thô đây. Rồi, thiếu 3 bảnh thô nữa. Khải sẽ ốc cấp 3 nha nào. Sẽ ốc cấp 3 nha. Đây, như nãy Khải tìm mới có 8 giây không đủ ép tiếp tục nè mày. Giờ được cấp 2 thôi. Cho nên là đỡ dành tìm cái phôi này nhiều nhiều thô nhiều nhiều rồi ép tiếp nha nào. Bye bye mọi người nha. Bye bye.